Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta cùng tô màu cho bức tranh hình ảnh một cô bé đội chiếc mũ rất là to và trên tay đang cầm một chiếc túi nhé. Chúng ta cùng bắt đầu thế nào? Bây giờ học gì nữa trong bài toán chung? Sao là em nhờ thâm rồi, chị mua cho em thuốc với thâm đi. Điền à? Thuốc bôi thâm. Thuốc chấm thâm đấy. Chịu, và mình có thuốc gì? Mấy cái kem. Chứ được gì? Nghĩ chị đã ấy, 8,75 văn toàn cho anh rồi. Toán nó 10, văn nó 8,75, nhưng mà tiếng Anh nó 9,8. Mỗi lần nó tính ra là 10, nhưng mà nó đi sang một câu thì mức chấm hiện thì nó khác biệt là đi sang một câu. Nó phỏ ở đâu? Nó ở đâu? Đây đâu? Lớp mày có chơi bè chơi phải không bố? Có chứ gì. Mày chơi bè nào? Mày bè nào? Biết ngay, mới vào năm học rồi chưa bè chưa phải. Mới vào gì? Đấy. Lớp 6 chưa bè chưa phải. Thì thật. Chúng mày cãi nhau hay gì? Gì? Nhiều. Ê. Ta kể với ai? Ta kể với bạn mày à? Thế. Chuyện.